Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn hai công cụ trong AutoCAD. Đây là công cụ Stretch và công cụ LangChain. Mình sẽ vào AutoCAD. Công cụ Stretch mà mình nói đến, các bạn có thể vào Home, mục Modify, các bạn có thể thấy ở đây. Công cụ này sẽ giúp các bạn biến đổi hình dạng và kích thước của một đối tượng. Ví dụ như mình có một cái đường thẳng như thế này chẳng hạn. Đấy, nó dài là 1.000. Đấy. Sau đấy bây giờ mình muốn cái đường thẳng này, cái đầu này này, nó sẽ dài ra thêm một khoảng. Và chúng ta sẽ biết trước cái vị trí của nó, ví dụ như là ở đầu này chẳng hạn. Đấy, nó cách đây một khoảng, các bạn đã biết trước. Thì bây giờ chúng ta có thể là sử dụng lệnh Strength này, các bạn có thể kích vào đây. Hoặc gõ L, lệnh là Strength. Đấy, Stretch. Đấy. Sau đấy các bạn lưu ý là chúng ta sẽ quét chuột này. Và các bạn muốn co kéo cái đầu nào thì mình sẽ quét đầu đấy, các bạn không quét hết đối tượng. Và chúng ta chỉ quét cái đầu này thôi, như thế này chẳng hạn. Đấy. Sau đấy các bạn cách cho mình. Sau đấy các bạn hãy kích vào cái điểm gốc để chúng ta thực hiện cái hành động co kéo. Ví dụ mình kích vào cái điểm này. Đấy. Sau đó các bạn kéo nó ra thế này này. Đấy, thấy không? Chúng ta có thể kéo đơn hàng dài ra và chúng ta muốn nó dài đến đâu. Đấy, các bạn có thể nhập thông số 3.000 chẳng hạn này. Enter này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái đơn hàng chúng ta nó đã dài ra. Đấy, theo một khoảng 3.000. Thì cái lệnh này nó cũng là có thể áp dụng với một đối tượng loại là cung tròn chẳng hạn. Đấy, cung tròn nhá. Đây, ví dụ cung tròn, mình tạo ra một cái cung tròn. Đấy. Thì bây giờ mình cũng sử dụng lệnh stretch này. Đấy, mình kích vào lệnh stretch hoặc gõ lệnh tùy các bạn này. Sau đấy này, mình sẽ quét chọn cái đầu mà mình muốn co kéo này. Ví dụ mình quét chọn đầu này. Đấy. Sau đây mình cách. Và mình kích điểm vào cái điểm mà chúng ta muốn kéo, ví dụ điểm này. Đấy. Và các bạn thấy là chúng ta có thể đưa chuột kéo ra này. Đấy. Và các bạn thấy chúng ta hoàn toàn có thể nhập cái thông số độ dài và góc độ trên màn hình. Đấy. Bạn thấy chưa? Có thể biến đổi cái đường cong cung tròn của chúng ta như thế này. Hoặc một loại đối tượng nữa cũng có thể áp dụng, ví dụ như chúng ta có thể áp dụng với các đối tượng như là polyline hay là một hình rectangle chẳng hạn. Đấy. Thì mình cũng sử dụng lại strength. Quét chuột cái đầu này hả, mình cách cái bắt điểm vào đấy và kéo nó ra. Đấy, các bạn thấy không, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái hình dạng cũng như kích thước của một đối tượng mà chúng ta mong muốn. Đấy, đấy là lệnh stretch. Lệnh thứ hai mà mình muốn giới thiệu các bạn thì nó cũng tương tự nhưng mà có vài điểm đặc biệt khác, đó là lệnh LangChain. Đấy, viết tắt của nó là LN. Thì đầu tiên mình cũng sẽ tạo ra một đường thẳng. Đấy, đoạn thẳng như thế này. Đấy, cho nó là độ dài 1.000. Đấy. Thì bây giờ mình muốn cái đoạn thẳng của chúng ta nó sẽ dài ra thêm một khoảng là 500 nhé. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh len. Đấy. Thì các bạn, cái này thì chúng ta sẽ không cần phải quét một đầu mà chúng ta sẽ sử dụng các cái hộp thoại, ví dụ như là delta, tức là cái độ dài ra này, cái độ biến đổi ấy. Đấy, percent là nó tính theo phần trăm này, và total chính là cái kích thước tổng thể sau này này. Ví dụ mình chọn delta. Đấy. Sau đấy mình muốn cho đoạn thẳng này nó dài thêm 500 chẳng hạn, mình gõ 500, mình enter. Đấy, sau đấy mình sẽ kích vào đối tượng. Đấy, các bạn kích vào đầu nào thì nó dài ra đầu ấy. Bạn thấy chưa? Đấy, ví dụ kích vào đầu này chẳng hạn. Đấy. Hoặc này, mình có một cái cung tròn nhá. Đấy. Cái này chẳng hạn. Này. Bây giờ chúng ta cũng có thể biến đổi cung tròn này bằng lệnh len này. Mình gõ LN này. Enter. Nãy mình chọn delta rồi. Bây giờ mình thử chọn percent nhá. Đấy. Percent ở đây các bạn sẽ thấy này, là các bạn hãy đánh thông số phần trăm mà các bạn mong muốn thay đổi. Ví dụ ở đây là 50% chẳng hạn. Mình enter này. Mình kích vào đối tượng này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Và ở đây này. Đấy. Nó sẽ biến đổi thông số chúng ta bớt đi 50%. Đấy, tức là giảm đi một nửa ấy ạ. Hoặc nếu các bạn muốn nó tăng lên gấp đôi thì các bạn đánh 200, gấp 4 thì 400 vậy thôi. Đấy. Đấy là công cụ arcline, cái đường tròn. Đấy. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng lệnh len thì chúng ta còn có một số lựa chọn như là ví dụ như mình chọn là delta nhé. Mình kích, mình có thể chọn này, các bạn thấy này, chúng ta có cái thông số angle ở đây, tức là nhập góc cho cung tròn. Thì mình có thể kích vào angle hoặc có A, enter.
Đấy, thì ở đây nó bảo là các bạn muốn cho cái cung tròn chúng ta nó dài thêm một góc bao nhiêu độ. Các bạn có thể nhập ví dụ là 45 độ này. Enter này. Sau đấy mình chọn cái cung tròn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cung tròn nó sẽ dài ra khoảng 45 độ. Đấy, và các bạn có thể kích hàng loạt như này. Đấy. Đấy. Đấy là lệnh Langevin. Mình lưu ý với các bạn rằng cái lệnh Langevin này thì không thể áp dụng được với những cái đối tượng như là hình một hình chữ nhật. Đấy, khi chúng ta sử dụng với hình chữ nhật này, mình gõ ln. Đấy, mình chọn đối tượng này. Đấy, mình hoặc mình chọn delta chẳng hạn nhé, cho 500 chẳng hạn, enter. Thì khi chúng ta chọn vào đối tượng này, thì nó bảo là không thể phải sử dụng công cụ Langevin cho cái loại đối tượng này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đấy là hai công cụ stretch và Langevin, các vụ giúp các bạn có thể biến đổi hình dạng và kích thước của những cái đối tượng trong phần mềm AutoCAD. Và tùy vào cái mục đích của công việc của các bạn có thể lựa chọn. Và mình thì mình hay sử dụng công cụ Langevin hơn. Đấy, vì nó có thể là biến đổi một cách chính xác với các thông số. Đấy. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.